Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục chính sách và cuộc sống của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong tiểu mục thông tin chính sách là các tin tức đáng quan tâm liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Tiểu mục góc nhìn chính sách sẽ đề cập đến công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội vinh danh các làng nghề trẻ huyện Phú Lương lần thứ ba. Và phần cuối chương trình là tiểu mục cần và biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện theo kết luận của hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với cán bộ hội viên phụ nữ về trang bị máy vi tính cho tất cả hội liên hiệp phụ nữ cấp xã để giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất trong quá trình đào tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội tại cơ sở, vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức chương trình trao tặng máy tính cho hội liên hiệp phụ nữ cấp xã do công ty cổ phần đầu tư VCI tài trợ 166 máy tính cho hội liên hiệp phụ nữ cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Như vậy đến nay 100% hội phụ nữ cấp xã của tỉnh Thái Nguyên đã được trang bị đầy đủ máy vi tính về trước kế hoạch đề ra của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam một năm. Vừa qua Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức khai mạc chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi năm 2023 tại xã Phú Đô. Chương trình được tổ chức với quy mô gần 30 gian hàng tiêu chuẩn. Các sản phẩm tham gia tại chương trình bao gồm đồ gia dụng, thực phẩm Máy móc thiết bị, vật tư phục vụ nông nghiệp do Việt Nam sản xuất, đặc biệt trên 70% lượng hàng hóa được bày bán tại đây là các nông sản an toàn của tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại chương trình này, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đã dành tặng 30 phần quà cho các gia đình hộ nghèo, đối tượng chính sách và các cháu học sinh nghèo trên địa bàn xã Phú Đô. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh những giá trị kinh tế từ cây chè, người trồng chè, văn hóa trà và xây dựng thương hiệu các sản phẩm trà của huyện Phú Lương, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác trên thị trường nội địa và quốc tế. Huyện Phú Lương sẽ tổ chức lễ hội vinh danh các làng nghề chè lần thứ ba, kể từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11 năm 2023. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày hội đã được các địa phương tích cực chuẩn bị. Hiện nay, Hợp tác xã Chè Hoan Xuyến có 7 thành viên và liên kết với 30 hộ khác, với nhiều diện tích trên 15 hecta chè kinh doanh. Sau 2 lần tham gia lễ hội vinh danh các làng nghề chè do huyện tổ chức, Hợp tác xã Chè Hoan Xuyến, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương đã có 2 sản phẩm trà đạt ô cốp 3 sao và 4 sao. Nó đem lại nhiều lợi ích cho việc quảng bá sản phẩm trà của Hợp tác xã đến với người tiêu dùng. Cùng với đó, Hợp tác xã Chè Hoan Xuyến đã đầu tư chiếc tủ bảo ôn để bảo quản các sản phẩm trà đảm bảo chất lượng tốt nhất khi chuyển giao cho khách hàng. À, đối với cái việc chuyển đổi số thì à, cảm thấy là rất là hài lòng vì là trước đây có thể nếu như mình giới thiệu cái quy trình sản xuất hay là chế biến của mình đối với chè thì các khách hàng ở xa thì họ có thể là không biết là mình làm như thế nào thế nhưng do cái việc chuyển đổi số đấy thì à, tất cả các khách hàng à, sau những cái buổi nếu như mình livestream bán hàng hay là livestream cái quy trình sản xuất thì họ mới biết đến được cây chè nhiều người không biết đến cây chè nhưng bây giờ thì đã à, rất là hiểu là cái làm thế nào ra búp chè và làm thế nào ra cái, 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 cái sản lượng chè sạch. Còn đối với làng nghề chè xóm gốc gạo xã Tức Chanh huyện Phú Lương hiện có 94 hộ trồng và chế biến chè với tổng diện tích canh tác trên 50 hecta trung bình mỗi năm làng nghề xuất bán ra thị trường trên 80 tấn chè búp khô doanh thu ước đạt 14 tỷ đồng để chuẩn bị cho lễ hội vinh danh các làng nghề chè năm 2023 các làng nghề của xã Tức Chanh cũng đã tuyên truyền với các hộ dân chuẩn bị công tác chấn chỉnh đường làng ngõ xóm, chăm sóc nương trẻ đẹp và cùng nhiều hoạt động khác. Qua cái uh, chỗ ủy ban trao đổi về cái việc là thực hiện cái, uh, ý, vinh danh các làng nghề trẻ của năm 2023 thì xóm ngũ Gạo cũng đã chuẩn bị thứ nhất là về cái uh, cây trẻ thi cây trẻ đẹp và thứ hai nữa là về các cái sản phẩm cũng như là về hình ảnh khu vực sao sấy thì xóm cũng đã thực hiện trao đổi với cả bà con nhân dân và đến giờ phút này là cũng đã chuẩn bị là tương đối là ổn định để chuẩn bị cho cái ngày hội vinh danh các làng nghề trẻ chuẩn bị lễ hội thì có thi cây chè đẹp cho nên là cũng đã ngắm những cái cây chè đẹp để tới đây cho vào lễ hội để tham gia. Thế rồi chăm sóc những cái nương chè chất lượng cao để mình có những sản phẩm tốt nhất khi đưa đến lễ hội để nhằm quảng bá cái thương hiệu của làng nghề. Lễ hội vinh danh các làng nghề chè của huyện Phú Lương được tổ chức 2 năm một lần nhằm tôn vinh những giá trị kinh tế từ cây chè. Người trồng chè nhà sản xuất kinh doanh chế biến trà và văn hóa trà, đồng thời tiếp tục quảng bá thương hiệu các sản phẩm trà của địa phương, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị trí trà phú lương trên thị trường nội địa và quốc tế. Xác định chè là cây trồng kinh tế mũi nhọn, cũng là địa phương có diện tích chè lớn nhất của huyện Phú Lương, nên khi có kế hoạch triển khai lễ hội, Ủy ban nhân dân xã Tức Tranh đã nhanh chóng triển khai kế hoạch đến các làng nghề, hợp tác xã trên địa bàn để có sự chuẩn bị tốt nhất, đem đến lễ hội những sản phẩm chất lượng nhất để giới thiệu với các khách hàng. Xã đã xây dựng phương án triển khai đến các ban ngành đoàn thể Rồi triển khai đến các làng nghề trong trên địa bàn Thì đến nay thì các cái nội dung công tác chuẩn bị Các cái phần thi của lễ hội thì xã cũng đã triển khai và cũng đang thực hiện Như là phần thi uh, cây chè đẹp Phần thi trưng bày các gian hàng tại lễ hội Rồi thì phần thi uh, uh, bàn tay vàng Thì cũng đã triển khai uh, công tác chuẩn bị còn cái phần thi người đẹp xứ trà thì đã giao các cái ban ngành đoàn thể là lựa chọn tập luyện và tham gia. Với chủ đề Phú Lương tinh hoa xứ trà, lễ hội sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thương mại xã Tức Tranh và tham gia có 4 xã vùng nhiều chè của huyện Phú Lương gồm Tức Tranh, Vô Tranh, Phú Đô, Yên Lạc. Dự kiến chương trình sẽ có 20 hoạt động quy mô cấp huyện tham gia lễ hội với 44 làng nghề chè. Trong đó có 50 gian hàng trưng bày sản phẩm gồm 15 xã thị trấn, 15 làng nghề chè tiêu biểu, 15 hợp tác xã và doanh nghiệp, 5 gian hàng của trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Lễ hội là dịp để huyện Phú Lương giới thiệu hình ảnh tiềm năng thế mạnh kinh tế nông nghiệp gắn kết với văn hóa du lịch và triển vọng phát triển bền vững của huyện, thu hút các thành viên kinh tế, đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, chế độ trả tiền và các sản phẩm nông nghiệp khác trên địa bàn huyện đối với các hợp tác xã thì cũng như là các làng nghề thì hiện nay huyện cũng huyện cũng rất là quan tâm thu hút các cái nguồn đầu tư của tỉnh của huyện để hỗ trợ về công nghệ về khoa học kỹ thuật thế và đồng thời là hỗ trợ các cái máy móc trang thiết bị để phục vụ cho sao sấy chế biến chè lễ hội chè lần thứ ba năm nay được xây dựng thì cũng đã có nhiều các cái điểm nổi bật và điểm mới hơn so với lại mọi năm à, thứ nhất là năm nay thì cũng đã có các cái trong khuôn khổ của lễ hội thì có 7 các có bảy hoạt động chính và 7 hoạt động phụ trợ và 6 hoạt động bên cạnh đó thì uh, cũng có những điểm mới đó là có cái hội thi uh, sắc màu vùng trà đó là uh, tôn vinh lên những cái nét đẹp của người hái trà cũng như là các cái vùng trà của huyện Phú Lương thế và cũng uh, có hội thi cây chè đẹp và uh, có phối khí các cái bài hát liên quan đến Phú Lương và ngoài ra thì còn nhiều các hoạt động khác nữa. Việc tổ chức lễ hội vinh danh các làng nghề chè nhằm mục tiêu cụ thể hóa đề án phát triển nâng cao giá trị sản phẩm chè và các sản phẩm thế mạnh huyện. Giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, thời gian tới, huyện Phú Lương sẽ tiếp tục lựa chọn các sản phẩm tiềm năng lợi thế ở địa phương, phát huy năng lực sáng tạo của người dân khu vực nông thôn trong tổ chức sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tăng cường hoạt động liên kết sản xuất, gia tăng giá trị, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản và dịch vụ du lịch nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới. đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2024. Nghị quyết 164/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Tại nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất việc trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn đồng thời hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Đối với các chính sách có hiệu lực hết năm 2023, chủ động nghiên cứu, giả soát, xem xét, kịp thời đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền, gia hạn trong trường hợp cần thiết để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, địa phương về các chính sách phí, lệ phí khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, như thu phí lệ phí không đồng hoặc giảm 50% phí lệ phí đến hết năm 2025. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tập trung thực hiện các giải pháp để bảo đảm thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt dự toán Quốc hội giao, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, nền tảng số, chống thất thu thuế, đặc biệt đối với dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh tế ban đêm chuyên mục chính sách và cuộc sống của đài phát thanh truyền hình thái nguyên đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại